Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình nâng góp ăn chia tổng giải thưởng là 200.000 tỷ token BBN nè, từ một cái ví Bull Wallet nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn ấn link phần link mô tả dưới video của mình, download về một app Wallet, Bull Wallet nha các bạn. Thì cái app này, một cái ví này nó cũng tương tự như cái ví Chuk Wallet hoặc là Safiban này đó thôi các bạn. Sau đó các bạn tạo ví nhiều chuỗi nha các bạn. Các bạn mở app ra nè, đó cho bạn nào chưa có ví thì bạn bấm vào tạo ví. Sau khi bấm vào tạo ví, nó hiện ra 12 chuỗi công ty bảo mật. Sau đó các bạn xác nhận 12 chuỗi công ty bảo mật đó bạn. Vì lý do bảo mật nên mình không có thể hướng dẫn bước này cho các bạn được. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào mục dash nè các bạn. Rồi thì các bạn sẽ nhận được, thấy được cái hình logo là 200 triệu token BBN nè các bạn. Rồi bạn nhấp vào nữa các bạn. Thì chương trình này góp này nó còn 2 ngày nữa là nó sẽ kết thúc nha các bạn. Rồi đó cho bạn nào chưa kết nối ví thì bạn bấm vào một connect nha bạn. Vì mình đã connect rồi. Sau khi bấm vào connect xong thì bạn bấm vào check in. Thì chương trình này góp này nó sẽ phân phối sao cho các bạn nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 200 triệu token BBN. Đến đây cũng thúc rồi. Thì có gì mình cập nhật sau thông tin sau dự án này cho các bạn nha các bạn. Vậy mình sẽ tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.